Ngay sau khi giành được chiến thắng Bank of Hope LPGA Match Play kết thúc vào ngày 28 tháng 5 vừa qua, Pajari Enanavukan đã trở thành golfer Thái Lan thứ 5 có hơn một chiến thắng trên LPGA Tour, cùng với Athaya Thitikul, Jasmine Suvarnapura và hai chị em Moria và Arya Jutanugan. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những gương mặt đã làm rạng danh cho golf chuyên nghiệp nữ của Thái Lan trong khoảng hơn chục năm trở lại đây. Nữ golfer chuyên nghiệp của Thái Lan giành được nhiều chiến thắng nhất trên LPGA Tour là Arya Jutanugan. Cô cũng là người đầu tiên mở màn cho những chiến thắng của golf nữ Thái Lan trên LPGA Tour. Bắt đầu lên chuyên nghiệp từ năm 2013, nhưng golfer sinh năm 1995 đã gặp phải những chấn thương không đáng có và nhiều lần miss cut. Năm 2016, cô đã quay trở lại thi đấu với một phong độ hoàn toàn khác. Đó là việc giành 3 chức vô địch LPGA Tour trong cùng một tháng, gồm Yokohama Tire LPGA Classic, Kingsmill Championship và LPGA Vavik Championship. Không dừng lại ở đó, chỉ 2 tháng sau cô tiếp tục có cho mình chiến thắng thứ 4 và là danh hiệu Major đầu tiên, Rico Women's Prestige Open. Cô trở thành người Thái Lan đầu tiên giành được giải Major và Arya Jutanugan kết thúc năm 2016 bằng chiến thắng thứ 5 là Canadian Pacific Women's Open. Arya Jutanugan trở thành một hiện tượng của golf nữ lúc bấy giờ. Những năm sau 2017, 2018 và 2021, cô tiếp tục có cho mình 7 chiến thắng trên LPGA Tour, trong đó có thêm một giải Major là US Women's Open. Cô là golfer nữ Thái Lan đầu tiên có cho mình 2 chức vô địch Major và với 12 chiến thắng, cô hiện đang là golfer nữ Thái Lan có nhiều chức vô địch LPGA Tour nhất. Chị gái của Arya là Moria Jutanugan cũng đã có 2 danh hiệu LPGA Tour là Hugo GTPC LA Open 2018 và Dow Great Lake Bay Invitational 2021. Nhắc đến golf nữ Thái Lan thì không thể không nhắc tới Thidapa Suvarnapura. Trước khi có chị em nhà Jutanugan thì golfer sinh năm 1992 là cái tên được chú ý khá nhiều khi liên tục có cho mình các chiến thắng từ năm 2008 đến năm 2010. Cô đã có 10 chiến thắng từ các giải đấu trong nước và quốc tế. Trong đó có 2 chiến thắng trên LPGA Tour là Marathon Classic 2018 và Dow Great Lake Bay Invitational 2019. Golfer nữ có tuổi đời trẻ nhất của Thái Lan đang thi đấu trên LPGA Tour là Athaya Thitikul. Cũng sớm có cho mình 2 chiến thắng ngay trong mùa giải đầu tiên vào năm 2022 là GTBC Classic và Walmart NW Arkansas Championship. Đáng nói cả 2 chiến thắng này cô đều phải thi đấu playoff. Sinh năm 1999, Pajari Enanarukan là golfer nữ Thái Lan thứ 5 có 2 chiến thắng trên LPGA Tour với sự kiện đầu tiên là ESPS Honda World Invitational 2021 và mới đây nhất là vào tháng 5 năm 2023, cô đã giành chức vô địch Bank of Hope LPGA Match Play. Có thể thấy trong khoảng 10 năm trở lại đây, golf nữ Thái Lan đã rất phát triển. Không chỉ có những gương mặt kể trên, mà hiện tại Thái Lan cũng đang sở hữu rất nhiều gương mặt trẻ tài năng, lớp kế cận cho thế hệ golf nữ hiện tại như Ayla Galitsky hay Natha Krista Vontavelat.